Kính thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ trong tỉnh, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, tràn đầy cảm xúc và hy vọng, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, những người con Hưng Yên xa quê và những người ngoài tỉnh đang cư trú, công tác, học tập tại tỉnh Hưng Yên. Năm Quý Mão 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức và yếu tố tác động bất lợi, phức tạp, khó lường. Song tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển toàn diện, nổi bật, tạo bước phát triển đột phá quan trọng, nâng tầm thế và lực của tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện hơn. Kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn. Năm 2023 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên là một trong 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt thu ngân sách nhà nước lớn nhất và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện. Quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa phương được bảo đảm. Đạt được kết quả to lớn trên là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị với tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến hy sinh của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Thành tựu phát triển năm 2023 và của nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có thêm cơ sở thực tiễn và củng cố niềm tin về việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ta về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tâm thế mới, khí thế mới. Toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân của tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực tự cường, không ngừng đổi mới sáng tạo, kiên định, kiên trì mục tiêu định hướng đổi mới và chiến lược phát triển, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Hưng Yên hưng thịnh, yên bình, giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới và phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp mạnh đến năm 2030 và là thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2037. Với hy vọng, năm mới Giáp Thìn 2024 mang lại nhiều thời cơ, vận hội mới và nhiều điều tốt lành đến với thế giới, đất nước, quê hương Hưng Yên. Với thế và lực mới, quyết tâm mới, tỉnh Hưng Yên và nhân dân ta nhất định đạt được nhiều tiến bộ mới và thắng lợi mới to lớn hơn. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, một lần nữa tôi kính chúc toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ta mạnh khỏe, hạnh phúc và đại thành công, mừng xuân mới nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái.